Các học sinh mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4, sách kết nối tri thức, bài 39, tiết 2. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, đặt tính đổi tính. 489.000 325 chia cho 5. Chúng ta chia từ trái sang phải. Chia cho số có một chữ số thì các em tính từ trái sang phải, các em lấy một chữ số để chia. Nếu một chữ số bé hơn không chia được thì các em lấy hai chữ số để chia. Ở đây 4 bé hơn 5 không chia được. Vậy các em lấy 48 chia 5. 48 chia 5 các em nhẩm như thế nào? Các em biết là 50 chia 5 bằng 10. Vậy 48 bé hơn 50, cho nên 48 chia 5 chỉ được 9 thôi. Được chưa? 50 chia 5 được 10. Vậy 48 chia 5 được 9. 9 nhân 5 bằng 45. Lấy 48 trừ 45 bằng 3. Hạ 9 được 39. 40 chia 5 được 8. Vậy 39 chia 5 được 7. 7 nhân 5 bằng 35. 39 trừ 35 bằng 4. Hạ 3 được 43. Lấy 43 chia cho 5. 45 chia 5 được 9. Vậy 43 chia 5 được 8. 8 nhân 5 bằng 40. 43 trừ 40 bằng 3. Hạ 2 được 32. 35 chia 5 được 7. Vậy 32 chia 5 được 6. 6 nhân 5 bằng 30. 32 trừ 30 bằng 2. Hạ 5 được 25. 25 chia 5 được 5. 5 nhân 5 bằng 25. 25 trừ 25 bằng 0. Như vậy ta được thương là 97.865. Các em sang phép tính thứ hai. 542.827 chia cho 6. Các em làm tương tự. 5 bé hơn 6 không chia được. Các em lấy 54 chia 6 được 9. 9 nhân 6 bằng 54. 54 trừ 54 bằng 0. Hạ 2. 6 chia 6 được 1. Vậy 2 chia 6 được 0. 0 nhân 6 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. Hạ 8 được 28. 30 chia 6 được 5. Vậy 28 chia 6 được 4. 4 nhân 6 bằng 24. 28 trừ 24 bằng 4. Hạ 2 được 42. Lấy 42 chia 6. 42 chia 6 được 7. 7 nhân 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0. Hạ 7. 12 chia 6 được 2. Vậy 7 chia 6 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Như vậy ta được thương là 90.471 và dư 1. Tiếp theo là 826.391 chia cho 7. Trước hết là các em lấy 8 chia 7. 14 chia 7 được 2. Vậy 8 nó bé hơn 14. 8 chia 7 được 1. 1 nhân 7 bằng 7. 8 trừ 7 bằng 1. Hạ 2 được 12.
14 chia 7 được 2. Vậy 12 chia 7 cũng chỉ được 1 thôi. 1 nhân 7 bằng 7. 12 trừ 7 bằng 5. Hạ 6 được 56. 56 chia 7 được 8. 8 nhân 7 bằng 56. 56 trừ 56 bằng 0. Hạ 3. 7 chia 7 được 1. Vậy 3 chia 7 được 0. 0 nhân 7 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 9 được 39. 42 chia 7 được 6. Vậy 39 chia 7 được 5. 5 nhân 7 bằng 35. 39 trừ 35 bằng 4. Hạ 1 được 41. 42 chia 7 được 6. Vậy 41 chia 7 được 5. 5 nhân 7 bằng 35. 41 trừ 35 bằng 6. Như vậy ta được thương là 118.055 và dư 6. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 34.500 và 4.500. Như vậy đây là dạng toán tổng hiệu. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Các em nhớ lại bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Thầy giáo giảng rất là chi tiết và đã hướng dẫn các em giải theo một trong hai cách. Thầy giáo cho ghi rất là cụ thể. Em nào quên rồi thì các em có thể ôn lại. Cách 1 là chúng ta tìm số bé trước. Cách 2 là các em tìm số lớn trước. Các em giải theo cách nào cũng được. Ví dụ ở đây các em không thích cách 1 thì các em chọn cách 2. Giải theo cách 2 thì các em tìm số lớn trước. Số lớn là số lớn bằng tổng cộng hiệu đặt trong dấu ngoặc rồi chia cho 2. Tổng cộng hiệu. Tổng là 34.500, hiệu là 4.500. Tổng cộng hiệu đặt trong dấu ngoặc rồi chia cho 2. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 19.500 không? Như vậy số lớn là 19.500. Vậy số bé là số bé bằng số lớn trừ đi hiệu. Các em lấy số lớn vừa tính được trừ đi hiệu là 4.500. Và chúng ta tính được kết quả bằng 15.000. Đáp số, số lớn, số bé. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Cứ 4 hộp sữa đóng được thành một vỉ sữa. Tức là một vỉ sữa có 4 hộp. Hỏi 819.635 hộp sữa đóng được thành nhiều nhất bao nhiêu vỉ sữa và còn thừa mấy hộp sữa? Cách làm là các em lấy 819.635 hộp. Các em chia cho mỗi vỉ là 4 hộp. Tức là các em thực hiện phép chia 819.635. Các em chia cho 4. Xem chúng ta được thương là bao nhiêu và số dư là bao nhiêu. Số dư chính là phần còn thừa. Rồi, trước hết là các em lấy 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 1. 4 chia 4 được 1. Vậy 1 chia 4 được 0. 0 nhân 4 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Hạ 9 được 19. 20 chia 4 được 5. Vậy 19 chia 4 được 4. 4 nhân 4 bằng 16. 19 trừ 16 bằng 3. Hạ 6 được 36. 36 chia 4 được 9. 9 nhân 4 bằng 36. 36 trừ 36 bằng 0. Hạ 3. 4 chia 4 được 1. Vậy 3 chia 4 được 0. 0 nhân 4 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 5 được 35. 36 chia 4 được 9, vậy 35 chia 4 được 8. 8 nhân 4 bằng 32, 35 trừ 32 bằng 3.
Vậy ta được thương là 204.908 và dư 3. Thực hiện phép tính ta được 819.635 chia 4 bằng 204.908 và dư 3. Vậy 819.635 hộp sữa đóng được thành nhiều nhất là 204.908 vỉ sữa và còn thừa 3 hộp sữa. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4, chọn câu trả lời đúng. Alibaba có 250.000 đồng tiền vàng. Alibaba chia số đồng tiền vàng thành 5 phần bằng nhau, rồi lấy một phần chia cho những người dân nghèo. Hỏi Alibaba còn lại bao nhiêu đồng tiền vàng? A, B hay là C? Các em chọn đáp án nào? Rồi để biết là đáp án nào đúng thì trước hết là chúng ta sẽ giải bài toán này trước ra giấy nháp. Alibaba có 250.000 đồng tiền vàng. Alibaba chia số đồng tiền vàng thành 5 phần bằng nhau, rồi lấy một phần chia cho những người dân nghèo. Như vậy số đồng tiền vàng chia cho những người dân nghèo là 250.000 chia cho 5 thì chúng ta sẽ được một phần. 250.000 chia 5, 2 năm chia 5 bằng 5. Ở đây có 4 chữ số 0 em viết thêm vào. Tức là 250.000 đồng tiền vàng chia thành 5 phần bằng nhau thì mỗi phần có 50.000 đồng tiền vàng. 50.000 đồng tiền vàng. Đây là một phần. Alibaba lấy một phần này chia cho dân nghèo. Như vậy Alibaba còn lại số đồng tiền vàng là lấy số đồng tiền vàng lúc đầu trừ đi số đã cho. 250.000 trừ 50.000 bằng 200.000 đồng tiền vàng. 200.000 đồng tiền vàng, chúng ta chọn đáp án B. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, chọn câu trả lời đúng. Kết quả của phép tính ghi trên mỗi xe là tổng cân nặng tính theo đơn vị kg của xe và hàng hóa trên chiếc xe đó. Hỏi chiếc xe nào có thể đi qua cây cầu? A, B hay là C? Những xe có cân nặng tính cả xe và hàng hóa lớn hơn 20 tấn sẽ không được đi qua cây cầu này. Tức là nhỏ hơn 20 tấn thì được phép đi qua cây cầu này. Rồi muốn biết chiếc xe nào có thể đi được qua cây cầu thì trước hết là các em thực hiện từng phép chia một. Phép chia thứ nhất là 42.230 chia cho 2 bằng 21.115 kg. Rồi xe B, 125.040 chia cho 6 bằng 20.840 kg. Xe C, 137.550 chia cho 7 bằng 19.650 kg. Rồi để dễ dàng so sánh thì các em sẽ đổi 20 tấn ra kg. 1 tấn bằng 1.000 kg. Vậy 20 tấn bằng 20.000 kg. Bây giờ các em so sánh xem là những cân nặng nào nhỏ hơn 20.000 kg. À, 21.115 là lớn hơn 20.000. 20.840 là lớn hơn 20.000. 19.650 là bé hơn 20.000. Như vậy xe C có thể đi qua cây cầu, đúng không? Các em chọn đáp án C. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.